Là đọc thấy câu số 1. Alo. Dạ chào thưa thầy. Hồng kỳ về Hà năm học tốt lớp tờ cầu bộ màn nam bằng 25% một số bạn nữ. Sau năm học này cộng một số bạn nam chuyển sang trường khác nhưng lại có thêm một bạn nữ chuyển về nên số bạn nam chỉ bằng 20% số bạn nữ. Hà mỉm cười nghe cậu nói để biết ngay được số bạn nam và số bạn nữ này của lớp cậu. Hà nói nhỏ với Hồng và Hồng phải công nhận là đúng. Em có biết được như Hà không? Em có biết được lớp này có bao nhiêu học sinh không? Ở năm học trước, bạn Hồng nhá, Hồng nói với Hà là năm học trước lớp tôi có bốn mấy bạn nam đây, bốn bạn nam và bằng 25% số nữ, con hiểu không? Con hiểu không? Có 4 bạn và bằng 25% số nữ. Ở trong năm mới thì có một bạn nam chuyển đi nhá. Một bạn nam chuyển đi. Nhưng mà lại có thêm một bạn nữ chuyển về. Hiểu không? Và lúc này số bạn nam thì bằng 20% so với nữ. 20% so với nữ. Thế bây giờ câu hỏi là lớp đấy có bao nhiêu bạn nam, bao nhiêu bạn nữ? Con làm được dạng này không? Đầu tiên con thấy rằng là con phải đổi 25% này bằng bao nhiêu? 25% là bằng 1/4 ạ. Đầu tiên con phải đổi cho thầy là 25% đúng không? 25% bằng 1/4 đúng không? Và có một số liệu nữa, 20% này. 20% bằng là 20% là bằng 1/5 ạ. đúng, 1/5. Rồi. Con phát hiện ra điều gì ở đây? Có chi tiết nào? Con có thấy có một bạn nam chuyển đi không? Có Một bạn nam chuyển đi và một bạn nữ chuyển về đúng không? Thì lúc này tổng số không thay đổi đúng không? vâng tổng không thay đổi nhưng nếu như mà vì thì nó sẽ được tăng thêm 2 bàn ạ. Một bạn nam chuyển đi, một bạn nữ chuyển về thì tổng không thay đổi. Rồi. Hiểu gì không? Rồi. Có hiểu gì không? Tổng không thay đổi đâu. Vậy thì khi đó số nam của năm học trước, số nam của năm học trước là một phần. Đúng không? Học trước là một phần thì số nữ của năm học ấy là mấy? Bốn phần này không? Thì có Đúng không? Vì lúc đó bởi vì nó là 25% mà, đúng không? vâng Thấy chưa? Vậy thì lúc này tổng tổng sẽ là mấy mấy phần? lúc này tổng sẽ là bằng Tổng 5 năm phần ạ. không? Đúng Thì không? có vâng ạ. Tổng là 5 phần, khi đó cái phân số biểu diễn nam nam so với tổng. Nào bây giờ nhá. Con sẽ làm thế này này. Để thầy sẽ nói lại thế này nhá. Đây để con sẽ trình bày này. Đầu tiên con sẽ thấy được rằng là gì? Đó là một bạn chuyển đi và một bạn chuyển về thì tổng không đổi. Ok chưa? Con hiểu ý chưa? Dạ Một bạn vâng chuyển đi và một bạn chuyển về thì tổng không đổi. Được chưa? dạ dạ hiểu Rồi, lúc này vậy thì số nam của năm học trước nha. Năm học trước số nam là một phần thì suy ra nữ là mấy? Nữ là bốn phần dạ không? Đúng không? dạ
Vâng ạ. Thì điều này có nghĩa là tổng là mấy phần? Tổng bằng 5 phần ạ. Tổng 5 phần. Vậy bây giờ nam so với tổng thì bằng 1 phần 5 đúng không? Dạ vâng ạ. Đúng không? Vâng. Rồi. Đấy là năm học trước. Bây giờ năm học này. Năm học này thì sao? Năm học này thì số bài năm học này số bài năm thì bằng 20% số bài nữa. Tức là 1 phần 5 đúng không? Vâng ạ. Vậy thì điều này có nghĩa là mình sẽ thầy vẫn tắt cho con là tổng là 6 phần đúng không? Hiểu không? Vâng. Hiểu ý không? Dạ. Tổng là 6 phần đúng không? Tổng 6 phần Vâng. vậy nam. Nam nhỉ? Đúng rồi. Nam so với tổng. Thì bằng 1 phần 6 đúng không? Hiểu không? Dạ. Tổng số nam mà tổng số nam là 6 phần. À tổng tổng là 6 phần, nam là 1 phần. Vậy lúc này mình Dạ. có được là 1 phần 5. 1 phần 5. Mà trừ đi 1 phần 6 bằng bao nhiêu nhỉ? Dạ, dạ thưa thầy là bằng 1 phần 30 đúng không? vâng Hiểu không? hiểu Vậy thì mình suy ra là lớp có bao nhiêu? Lấy 1 mình chia cho 1 phần 30 thì bằng 30 ba bạn mươi đúng không? vâng Hiểu ý không? hiểu 30 bạn vậy mình suy ra được số nam chưa? là số nam là bằng số nam là bằng năm Không, 1 phần 6 nhé. năm Của năm nay mà. Hiểu không? số năm thì là bằng một phần 1 phần năm 6 nhân với 30 thì bằng 5 bạn không? thì Hiểu không? có Và số nữ. Số nữ bằng ba 30 con trừ đi 5 năm bằng là 25 bàn 5 ạ bạn. Con hiểu chưa? được rồi ạ. Rồi ok, con làm nhanh nhé. Rồi tôi đến câu số 2 nhé.